thiệt dữ rồi. Gặp trai là không có thích, sợ cái đẹp nó lại là kết quả của mấy mối tình không thành đó chị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Trời, cái mặt thì ghét quá nha. Dễ ghét lắm hả? Dễ ghét lắm, mặt là dễ ghét lắm. Chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình trước, ưu tiên cho bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường ạ. À, em chào anh Quyền Linh ạ. À, chào, chào quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Ánh, em 27 tuổi. À, công việc của em là kế toán. Em đến từ Huyên ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào các bạn khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Thắng, quê Bến Tre. Hiện tại công việc của mình là dạy giáo viên tiếng Nhật và có học thêm nấu ăn. Em đi học tiếng Nhật lúc nào mà giờ dạy tiếng Nhật? Em đi xuất khẩu động về 3 năm và hiện đang dạy tiếng Nhật. Wow. À, vậy à? Dạ. Chúc mừng năm mới khán giả truyền hình cũng như là chúc sức khỏe của Quyền Cát Tường bằng tiếng Nhật đi. Dạ. Minasan, kyōnen akashimate omedetō gozaimasu. Minasan, koshi wa genki na, shigoto to ganbarimasu. Là gì? Dịch luôn đi. Năm nay chúc mọi người năm mới vui vẻ. À, thật nhiều sức khỏe, công việc hưởng lợi. À, arigato, arigato. 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 Arigato là cảm ơn. Cơ bên Nhật 3 năm. Dạ. À, về đây cũng khá lâu rồi. Không dạ. Có lẽ không có tìm được một cô gái nào cho học với mình hả? Dạ có chứ, lúc trước có quen về nhưng mà chia tay rồi. Sao chia tay? Quen được người khác, bỏ em cơ. Bỏ em. Dạ. Mấy lần bị bỏ rồi? 2 lần. Còn nghiệp dữ không? Các chú mình giới thiệu đi. Dạ, em thì gặp trai là không có thích gì kỳ vậy. Không ai lo được ta. Tại là kết quả của mấy mối tình không thành đó chị. Ồ, đạp vỏ dừa, thấy vỏ dừa là sợ nữa. Bây giờ là thích lại rồi. Giờ thích lại rồi. Dạ. Mình có đặt ra cái mẫu người bạn trai mình muốn tìm khi đến với chương trình là như thế nào? À, đừng quá đẹp trai. Sợ cái đẹp lắm. Ủa sao ngược với tôi dữ vậy trời? Người thon thôi, đừng có mập quá. Thon thon. Lần đầu tiên nghe thích bạn trai người thon thon thôi. Bữa nay đến với chương trình là bạn gái có món quà tặng cho bạn trai rất đặc biệt, mình tặng luôn bây giờ cho em. Dạ. Bạn trai lắng nghe nha. Người con trai mà em nhớ mong có một nụ cười dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho em vấn vương. Một cô gái chỉ biết hát ca như em biết cách nào để nói ra. Đành phải dùng một lời thương mến từ lâu đã rất thân quen. Người yêu ơi yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xua lành hơi đêm mùa đông. Là ngày ta xung vầy quá lắm, con tim hao gầy lắm trong tình yêu đông đầy. Hay để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là anh thì là ai? Hãy để anh đưa về là tình yêu mãi mê. Mặc kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu em nhé baby, rồi làm chồng em nhé baby. Dạ, bạn nữ hay. Bạn nam có đặt ra tiêu chí tìm một người bạn gái như thế nào không nè? À, bạn cầu giống vậy không? Không chăm hình nè, không hút thuốc nè. Đi nước ngoài mà sao không có thoáng chứ? Người ta hút cái thuốc chút xíu cho nó sang sang, hay là ta xăm mình ở đâu đó? Lỡ như hung hôi thì sao? Sao? Lỡ như hung hôi thì sao? Cũng được, cũng có lý. Mắt mũi miệng chiều cao cân nặng gì không? Đừng có ú á, được rồi. Ú sao không ghét ú hả? Dạ không, tại xưa em có nóng lạnh á. Bên tầm mưa mưa mà nắng sợ về nắng chạy mở tội nghiệp. Trời ơi. Trời đất ơi. Xa dữ sợ luôn. Giờ tôi qua tôi hỏi nè. Ở Bến Tre là nhậu dữ lắm phải không? Em nhậu ít lắm. Là cỡ mấy lít? Lúc trước 4 thằng lít, bây giờ 2 thằng lít. Cái này mới chơi nha. Cũng được. Đã chuẩn bị gì chưa? Dạ rồi. Đồ đám cưới có luôn rồi hả? Dạ. bạn trai là nhậu dữ lắm á, em có chịu nhậu không? Hơi sợ. Sợ lắm hả? Hai bà trai làm nghỉ rồi. Vậy hả? Nhiều. Không, tướng này dễ thương, không đến mức gọi là bạo lực gia đình đâu. À, rất là dễ thương. Chàng trai bên đây dân miền Tây mà rất là gọi là phóng khoáng đó, nhiệt tình ha. Mặt gì cũng đẹp trai, thấy cũng xứng đôi đấy.
Bữa nay bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ có hai đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp Karushito. Gì? Ê, gì quên rồi. Ashinomoto. À, Ashinomoto. Em nói chơi. Rồi, rồi chào các bạn. Xin chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thắng à, theo mình quan sát nãy giờ thì bạn nữ này là yêu cầu Thắng thì là khoảng 8-9% là ok. Sợ là về là sẽ ăn hiếp Thắng. Vì Thắng rất là hiền, dễ tính. Chắc là nuông chiều bạn gái à. Yeah. Rồi bên đây người ta hiền khô à. Em cũng hiền. Rồi. Bạn gái mình có đi với ai không? Em đi với cậu với bạn. Cậu với bạn, đâu cậu? Có cậu rồi, khỏe rồi. Cậu ruột hả em? Dạ. Dạ chào cậu. Bạn và dẫn chương trình cũng như khán giả cho mặt trong căn phòng hôm nay. Theo cậu thấy bên này thì ok, cũng đẹp trai đó. Thì cái gì bé Ánh cho người ta một cơ hội đi. Thắng mà nói gì với cậu? Chào cậu đi bạn trai. Gì nói gì cảm ơn không vậy? Nói cậu hứa gì đó mai mốt rồi nếu mà con hứa gì đó. Mốt cháu cậu là đồng ý quen con thì mốt cậu đi đâu thì con sẽ nấu đồ ăn cho cậu ăn nha. Trời ơi. Cái hay đó, cậu ăn gì con nấu cậu ăn á. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt rồi ha. Rồi bắt đầu. Tặng cho em. Dạ cảm ơn. Chuẩn bị tối hôm qua anh khắc cũng phòng tay giờ lên tặng em để em. Cảm ơn anh đẹp. Nói đi, ý nghĩa tặng cái khắc cái đó là gì, nói luôn đi. Tại lãnh em khắc tặng luôn cho làm kỷ niệm. Đâu bị ăn được đâu anh. Khắc thôi hả? À, thôi ngồi đi đứng hoài. Tôi tâm sự chuyện tình yêu đi. Thì em thấy anh cũng rất là dễ thương, thấy dễ gần. Còn anh, cảm nhận về em như là thấy em xinh gái, nói chuyện cũng vui vẻ. Kế hoạch mình tính tới hôn nhân thì sao? Bạn trai mình chủ động đi, bạn gái. Ừ, còn nếu mình có hẹn hò thì mình có thể khoảng bao lâu mình cưới nhau? Đó thì khoảng chừng 6 tháng đến 1 năm. Nhanh quá, bạn trai chuẩn bị kịp không? Không, không sao đâu, chỉ có gì không kịp thì có cha mẹ ở nhà phụ thêm với cha mẹ ở nhà cũng hối thúc lắm rồi. Mình không có chuẩn bị hả? Thì em chuẩn bị nhưng mẹ chuẩn bị tinh thần. Còn vật chất? Vật chất thì trước khi đi Nhật về em đã dành tiền cưới vợ rồi. Có không? Có chứ, đủ tiền cưới vợ. Bạn nhiều nói luôn đi. Thôi không có nói được cơ. Đứng đó tôi hầu đám cưới cho. Nói đi cơ. Thôi không nói cơ. Thôi khỏi nói đi anh ơi. Ngại lắm không nói được đâu. Ủa rồi đám cưới là mình thuê nhà hàng nấu cho mình luôn cơ. Không cần đâu, để em tự nấu được cơ. Chú rể vô nấu luôn. Vâng. Trời ơi, chú rể đảm đang quá. Em thích đi du lịch không em? Dạ em cực kỳ thích đi bằng xe máy á. Nếu mà sau này nếu có dịp thì vẫn mong có một người chở mình đi. Được, mình sẽ nếu mà bạn chịu thì mình sẽ làm tài xế cho bạn nha. Bạn nào? Em đây. Em cơ. Nếu mà em chịu hẹn hò thì anh sẽ làm tài xế cho em cơ. Quyết định gì đi cơ. Tiền bạc ai giữ cơ. Cái đó là của nữ giữ cơ. Anh có bao giờ tưởng tượng về một cái gia đình của mình? Nói chung là anh cũng giống gia đình của nhà anh thì khoảng chừng ba người được rồi nha. Ba người là ba đứa con dữ vậy. Nếu mà một người thích quá còn hai người thấy không có anh chị hay nhiều, ba người vừa. Nhưng nuôi nổi không cơ? Thì bỏ bên ngoại người, bên nội người, còn đứa thì anh với em giữ. Thôi mình tỏ tình với nhau đi. Đó giờ anh cũng về được hai người rồi, nhưng mà người ta bỏ anh rồi. Bây giờ anh lớn suy nghĩ là nếu bây giờ muốn quen thì quen thì quen chín chắn quen, chứ không quen dụ giống như trẻ con rồi. Quen vài ba tháng, vài ba bữa rồi chia tay rồi. Nông thích, cái đó là tâm nguyện của anh. Em cũng không có muốn tìm hiểu thêm về nhiều người nữa. Một người trong đời nữa thôi là đủ rồi. Cảm ơn. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ. Một. Việc rất hệ trọng nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Cặp mày xứng ghê nha. Xứng ghê cơ. Phải không cơ? Quy định chương trình rồi bạn. Không bấm nút là không có hôn, mà bấm nút là hôn. Cúi đầu xin cậu nữa chưa?
Chị nói anh yêu em bằng tiếng Nhật đi. ICT rồi. À, chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 chiến thắng. Đây là một chiếc thẻ thanh toán quốc tế DCB đến từ Nhật Bản. Trị giá 1 triệu đồng các bạn vừa xem phim vừa mua sắm đưa cho bạn gái dự. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là bộ wrap và bao gối Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Nắm tay bạn gái đi bạn. Nắm tay thật chặt cơ. Thấy mình cũng hơi chậm chạp á, tắm lâu cùng chó lắm chị. Bây giờ không có chơi đẹp, bây giờ phải quay quay yêu chó thôi chị. Em mà thích mèo, có lúc em nuôi 10 con mèo của anh. Đó là niềm vui đầu tiên. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem có niềm vui như vậy không quý vị nha. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chúng ta giới thiệu sơ về mình. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn khán giả. Em tên là Hoàng Ngọc Phong. Dạ em 25 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh ở công ty phụ tùng xe máy, quê em ở Thanh Hóa. Bạn vào Nam lâu chưa? Dạ em vào 7 năm ạ. 7 năm, bạn ở quận nào? Em ở quận Tân Phú. Rồi bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia rèm. Em tên là Nguyễn Vũ Ái Nhã, đến từ Bình Định. Hiện em đang làm nhân viên kinh doanh. Mình vào đây lâu chưa? Khoảng 7 năm rồi ạ. 7 năm rồi ha. À mình giới thiệu về mình chút xíu đi, những cái điểm mạnh và những cái nhược điểm của mình là gì? Em thì tự nhận mình là một cô gái cũng năng động á, vui vẻ, đặc biệt là em cũng thích nhảy nhót. À những cái nhược điểm của mình là gì? Em thì hơi thấy mình cũng hơi chậm chạp á, tắm lâu. Cái gì lâu? Tắm lâu cỡ 20 phút quá chị. Làm gì ở trong? Muốn xua tùm lum hết chị. Chị tắm có 3 phút hà. Em thấy có người tắm lâu hơn em nữa chị, em cũng chưa phải là người tắm lâu nhất. Thắc mắc lắm anh Linh, vô đứng 20 phút là làm gì? 20 phút là nhanh á. Không phải tại vì mình tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Nói mình xả nước xong cái mình thoa xà bông xong mình xả nước là ra rồi. Còn đứng ở trọng là phải làm cái gì đó. Nó mới 20 phút không có gì. À dân Bình Định vậy là vô buồng tắm đi quyền trọng hả? Dạ không chị. Thôi đâu tắm nhanh nhanh đi, tắm lâu quá mất thời gian quá em ơi. Tính vậy ra cuộc đời mình tắm hết bao nhiêu thời gian rồi. Không có khi em cũng tự động tự nhiên đang tắm thì hát hát không tự phiêu tự nhảy luôn nha chị. Nhảy luôn trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Cuồng chó lắm chị. Ví dụ đi xe ngoài đường mà thấy mấy cái xe mấy anh chị khác chở chó rồi đi theo như trời ơi dễ thương quá, đáng yêu quá. Em ráng chạy theo để em nhìn con chó vậy á chị. Trời ơi, đang chạy xe ngoài đường mà cũng đi theo con chó vậy. Chó vậy đó hả? Có khi nào thấy cái anh nào giống như chó vậy mà mình chạy theo chưa? Dạ không, dù lo thấy trai đẹp mà đi cùng đường thì chắc cũng chạy theo luôn, ngắm luôn á chị. Như trai đẹp cũng ngang hàng với chó thôi hả? Bây giờ không có trai đẹp, bây giờ phải quay quay yêu chó thôi chị. Bạn trai của bạn gái kia nói chuyện vậy em cảm nhận thế nào? Ấn tượng lắm ạ. Ấn tượng đúng không? Dạ, thấy chó em thích mèo. Mèo hả? Có lúc em nuôi 10 con mèo của anh. Không, anh này gặp tin lạ đó. Có giờ đi đường thấy mèo chạy theo không? Cũng có đôi lúc. Vậy là thích mèo hay thích gái? Không, cái đó thì cũng ngang bằng. Ngang bằng. Cặp này cũng xứng. Thôi, mình nói chuyện về tình yêu chút xíu đi các bạn. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì nói thật với anh luôn thì không giấu giếm hết á. Em đây thì không có dấu giếm, nói thẳng hết. Chính thức là 4. 4. Nhưng mà chưa có mối tình nào mà qua 6 tháng. Bạn có tìm ra một nguyên nhân nào chưa? Nguyên nhân cũng tại vì lúc đó thì em trẻ quá, chưa suy nghĩ chín chắn được. Nhưng bây giờ thì cũng lâu rồi, em cũng muốn có một mối tình mà nó gọi là nó bền vững chút xíu để mấy đi tháng? 6 tháng rưỡi. có thể là trọn đời. Đó, ta phải rút kinh nghiệm từ những mối tình đó để bù đắp cho mối tình sắp tới đây ha. Nhưng mà bạn nam có ưu điểm khuyết điểm gì không? Tại mình nghe nào cũng chưa tới 6 tháng thì mình hơi lo. Dạ, ưu điểm của em là em ăn nhiều lắm. Cái lần em ăn tới 2 lon gạo nấu. 2 lon. Nên giờ mới vậy này. Anh ăn có nửa lon mà sao cũng bự dữ vậy ta? 2 lon là nhiều lắm á. Em thì em biết hát hò, biết làm thơ. Đâu thử làm vài câu thơ tặng bạn gái thử coi. Thì hôm qua em có ngồi ngẫm nghĩ, em viết bài thơ em ghi đây. Em gửi tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn khán giả và bạn gái mình đây nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Gặp được nhau sau tấm màn chi kỷ, thổn thức con tim phải tìm phải mượn. Mượn Quyền Linh sơ duyên ta hạnh phúc, mượn Cát Tường dẫn lối cho đôi bên. Mượn quay phim ghi hình ảnh đẹp nhất, mượn chủ nhật phát sóng tình đôi ta.
Mượn nụ hoa gửi trăm niềm thương nhớ, mượn con thuyền chở triệu triệu giấc mơ, mượn sóng vỗ ngập tràn tí yêu thương. Không có khiếu lắm. Nhắc chỗ là mượn cái gì cũng được, nhưng đừng mượn tiền là được nha. Sao em cảm nhận bài thơ ảnh tặng cho em như thế nào? Dạ, cũng lãng mạn, cũng dễ thương chị. Em cũng tiếp người thuộc người lãng mạn á. Coi mình có tấm lòng mình bộc lộ ra thì kiểu lãng mạn thì em cũng... Bạn trai có lãng mạn không em? Dạ có chị. Bạn nữ mình có đặt ra một cái chuẩn bạn trai mình mong muốn tìm kiếm là như thế nào không? Dạ, ngoại hình là em thích bạn nam cao trên 1m7. Bên kia cao nhiêu? 1m71 chị ạ. Rồi, được. Em không thích con trai xòe xòe sao không được. Áo quần lửng, áo thun mang dép lào sạch 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 chị. Dạ, đi hẹn hò hoặc là đi chơi với bạn nữ thì nên chỉnh chu đúng xíu. Đúng rồi. Dạ. Với lại không thích con trai hút thuốc với lại đi nhậu nhiều. Hút thuốc thì không mà anh nhậu thì chắc có ít. Dạ, em biết là đi làm thì mình phải nhậu nhẹt nào đó để mình tạo mối quan hệ. Thì nhưng mà đừng có phải là ngày nào cũng nhậu hoặc là kiếm độ nhậu để nhậu với bạn bè sau đêm suốt sáng thì em không thích như vậy. Bạn trai cảm giác mình đạt được cái tiêu chí đó bao nhiêu phần trăm? Dạ, ngoài cái anh nhậu ra thì được hết đó chị. Vậy cũng được. Được hết luôn hả? Được hết á. Hay quá. Anh nhậu thì giảm bớt thôi. Bây giờ không thích gì ở người phụ nữ nè. Nói từ qua tôi coi coi được không? Dạ, em không thích là người phụ nữ là hơi bất duyên á. Ngồi mà gác chân lên bàn để chân xoay qua xoay lại là coi như là ăn coi nồi ngồi coi hướng đó ha. Đó. Rồi phụ nữ mà nói nhiều. Nói nhiều. Cô chứ không đâu nói nhiều lắm đâu. Rồi, còn gì nữa? Cũng sơ sơ thôi. Sơ sơ vậy thôi ha. Để qua. Chuẩn mình là chuẩn dạ, luôn. Chào anh. Dạ. Chào cô gái xinh đẹp nè. Chuẩn không? Anh dạ. Đây thì cũng trai thế á. Đẹp trai. Chuẩn của anh hay chuẩn của em anh đâu biết được. Chuẩn của anh. Không mà em nghĩ là nếu mà từ góc độ nhìn của anh thì chắc là cũng đẹp trai thôi. Ta tin tưởng anh Quyền Linh đó mà. Dạ. Ta nói rằng phụ nữ Bình Định là dữ dội này kia. Anh cái bài thơ mà con gái Bình Định cầm roi roi đi quyền là nói là con gái biết múa võ, năng động khỏe khoắn thôi chứ em là người cực kỳ ghét bạo lực anh. Ai mà làm em bực hoặc là làm phiền em nhiều quá thì em chửi thôi. Không có đánh đâu anh. Thôi vậy đi ha. Dạ, được không? Nhà gái được không? Được, nhà gái được, dễ thương. Trời. Nhưng mà để tôi qua tôi coi chứ nhiều khi vậy mà lên đây mà bận đồ xề xòa là coi như mất điểm là hên xui đi. Sao? Chào chị. Ồ, được, lịch sự. Có tật xấu gì không? Tật xấu em à? Thì lúc mà em đi làm về mệt á, em ngủ em hay bị nghiến răng. Sao em biết? Có bạn em ngủ chung mới nhắc lại. Nhiều hôm mà em nằm ngủ sáng mai nằm dưới đất là hiểu á. Ủa là sao? Nó đạp xuống đó chị. À vậy hả? Rồi em hay lo xa lắm. Lo xa là lo gì? Thí dụ như đang ngồi mà thấy bạn gái nhắn tin nữa là em nghĩ ngay nhắn tin với thằng nào đó đó. Cái đó không phải gọi là lo xa. Cái đó là người hay nghi ngờ, ghen tuông. Lo xa hoặc, tưởng đâu là bây giờ mà lo cho tương lai của năm sau, năm hoặc, sau. Hoặc là nếu mà tổ chức tiệc tùng cho nó mà chưa ăn em sợ thiếu à. Ờ thì cái đó lo xa cũng đúng. Hay ghen lắm hả? Ngày trước tôi bây giờ thay đổi hết rồi. Ví dụ bạn gái đi làm, bạn gái cũng trẻ đẹp. Rồi bạn gái thích nhảy, thích khiêu vũ. Ví dụ như nó ôm anh nào khiêu vũ một bản nhạc gì đó thì em... Không tùy tình huống. Cũng ghen dữ lắm là chứ đã hết đâu mà hết. Hôm nay bạn đi với ai? Dạ em đi với anh của em và một số bạn đồng nghiệp. Anh ruột hay là anh họ? À, anh họ. Anh họ. Rồi, xem ý kiến anh họ thế nào. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Về Phong thì hồi nãy Phong rung quá nên không nói được cái điểm rất mạnh của Phong, đó là Phong nấu ăn rất là giỏi. Dạ. Thứ hai nữa là Phong có một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Còn về bạn nữ bên này thì bạn nữ rất là dễ thương. Thì rất mong hai bạn là cho nhau cơ hội để mà mình tiến tới nó xa hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Mình có đi vai không em? Dạ, hôm nay em đến với bạn tên là Nguyên, là vừa là cháu họ, vừa là bạn cùng trọ của em luôn. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Thì về dì Nhã là người rất là biết quan tâm và nấu ăn cũng rất là giỏi. Nhiều lúc thì cũng hơi kỹ một tí. Còn về anh Phong thấy là về ngoại hình thì chắc là đạt cũng 80-90%. Có đeo đồng hồ và mang giày, không mang dép lào. Ủa có đeo đồng hồ, có mang giày, ủa đeo đồng hồ là dạ. Tiêu chuẩn luôn á hả? Dạ không, dạ. Thích con trai mang đồng hồ nhìn nó kiểu rất là có phong cách đó chị. Ồ, dạ. Cảm ơn hai bạn. Thôi, kéo màn lên nha, để hai bên gặp nhau cái tính gì tính. Dạ. Anh có bó hoa anh tặng em mà. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Lãng mạn nha. Sau khi gặp anh em có cảm nhận gì không? Dạ, nhìn anh rất là vui vẻ, hài hước. Dạ, em hỏi là ngoài thời gian mình đi làm á, thành rảnh rỗi anh có sở thích gì không ạ? Thật thích rảnh rỗi thì thường là đi làm về mình tự ra chợ mua đồ nấu ăn cơm. Anh có thích một môn thể thao nào hay là thích xem thể thao gì không ạ? Không, anh thích đá bóng lắm. Anh giữ bóng tốt lắm. Giữ bóng mà không phải cầm luôn á.
thủ môn hả anh? Hay là giữ bóng? Ủa lên sân giữ bóng sao đá anh? Ờ đó thì ngồi ngoài giữ bóng ngoài đâu vô sân. Ủa như vậy anh có thích xem đá banh không ạ? Hầu như là tối thứ bảy nhật nào anh cũng có thời gian đi coi đá banh. Thích câu lạc bộ nào ạ? Anh thích Real Madrid. Em thích MU anh. Anh cũng thích MU. Sao này anh mới nói anh thích Real anh mà. Không nhưng mà hai đội luôn. Cho hỏi là anh có ghét mấy bạn nhảy Hàn Quốc K-pop rồi gì không anh? Anh quẩy thì được chứ nhảy thì thua. Hả? Bây giờ mở nhạc lên hai bạn quẩy. Quẩy đi. Sao? Muốn nhạc gì? Có nhạc sung là em quẩy à? Rồi. Đang mùng 3 Tết có cái bài gì sung không? Đúng rồi. Quẩy luôn. Sung lên đi. Biết đâu tôi hai tôi buồn hai tôi quẩy chung hai bạn luôn á. Đó. Quẩy. Lớn nhạc lên. Lớn lên. Lớn lên. Lớn lên. Quẩy luôn. Đúng rồi. Búng luôn, búng. Dạ. Anh có thích đi du lịch, đi phượt về không ạ? À? Anh thích đi du lịch nhưng mà cũng đi phượt thì cũng không có mạnh dạn lắm. Tại vì anh sợ tốc độ lắm. Sợ đi xe 50 km/h à? Ủa, anh đi toàn dưới 50 cây thôi anh? Tại vì xe anh đi là cũng tốc độ tối đa 50 à. Thôi giờ mình tính chuyện đám cưới hẹn hò gì đi. Khi về thì chuyện tiền bạc sao anh? Không phải ta nhảy là ta quên vụ đó đâu. Anh không muốn kiếm vợ để vợ giữ nữa. Tại vì anh làm bao nhiêu tiền tiêu hết. Tiêu hết. Em cũng hơi tiêu nhiều đó. Anh có sao không ạ? Không phải là cái nghĩa là tiền em kiếm về để nhận được bao nhiêu hết. Nó đi hết. Bỏ ngân hàng em. Yeah. Em có một cái yêu cầu gì đặc biệt đó anh không? Thì em cũng nói thiệt là em từ trước giờ chưa quen ai hết. Thì đến chương trình hôm nay là em cũng xác định là nếu mà tiến xa được thì sẽ đi đến hôn nhân luôn. Anh mang tặng em là bó hướng dương, cũng như dạ. Dương của nó tượng trưng cho sự trung thủy của tình yêu. Trước kia anh quen bạn gái thường thường là cứ quen xong là người ta đi lấy chồng hết à. Thì anh cũng hy vọng rằng khi nếu mà có hội quen em thì em cũng sẽ đi lấy chồng, nhưng mà không phải vợ người ta mà là vợ của anh. Chúng ta có 3 tiếng đếm đi quyết định. Hôn nhân là một chuyện rất là hệ trọng. 1 2 3 Hết thời gian. Con nắm tay nhau đi cái đã rồi nói chuyện nè. Bạn gái rất là thật tình. Bạn gái thì mới nắm tay 2 thì đã bấm nút rồi. Nhưng bạn trai thì có vẻ hơi chậm chậm. Lý do tại sao vậy? Bấm 3 bấm luôn mà nó chờ lỡ nhỉ. Làm hồi hộp quá bạn ơi. Làm cái hồi hộp. Thôi thằng Hoàng đi. Mình hung cái đi cho nó hết hồi hộp cái đã. Nhanh đi chứ lỡ nhịp nữa là em thì muốn nó mình thích bạn không? Không nhẹ. Không nhẹ cũng được. Không biết hung nặng là hung sao nữa. Cái đó nhẹ hay nhẹ chị? Nhẹ ha. Dạ đây, quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, bộ ra và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Và đây là một thẻ thanh toán quốc tế GCB đến từ Nhật Bản, trị giá 1 triệu đồng gửi tặng các bạn. Đây, hoa đi ôm cái nặng nặng giùm bạn gái đi. Hoa hướng dương thể hiện sự chung thủy nha. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Sớm báo tin tốt lành cho chúng tôi nha. Em hay thao tác chậm, hay quên, dễ tin người nữa chị. Người ta nói một vài câu thì cũng tin. Hồi xưa giờ có ai gạt mình chưa? Có dạ, chưa? Nói thiệt cũng đi. Cũng có chị. Gạt về gì? Tình cảm hay tiền bạc hay là về công việc hay về cái gì? Hầu như thấy cái nào cũng có hết á chị. Khuyết điểm của em là hơi quên chút, hơi thẳng thắn quá. Bên đây cũng hay quên. Rồi sao ta? Cặp đôi này có nào hẹn hò nhau rồi quên luôn không? Ngày hôm nay bạn trai mình ngồi vào vị trí rồi nha. Hello em trai. Dạ, chào chị. Rồi, đang nói chuyện với ai biết không? Dạ, đang nói chuyện Cát Tường. Rồi, một chút xíu nữa chị ra mời bạn gái của em vào. Em nói chuyện tự tin, lớn lên, rõ lên cho bạn gái nghe được mình nha. Dạ, ok. Rồi, ok cơ. Wow, một bông hồng dễ thương. Mời em gái.
Rồi, tới ghế rồi em ngồi vô. Xin mời hai bạn ngồi xuống đi em. Rồi, chúng ta có thể tháo mặt nạ ra. Chị mở cho. Dạ, cảm ơn chị. Mình giới thiệu trước đi em. Dạ, xin chào chị Tường, chào quý vị khán giả. Dạ, em tên là Đặng Hoàng Trung. Hôm nay em sinh năm 1993. Em sinh sống ở quận 3 và làm việc ở Tân Bình. Đang làm công việc gì? Dạ, em làm kế toán ạ. Mình có phải là người lãng mạn không? Dạ không, khó khăn lắm, không có lãng mạn lắm. Bình thường, vừa phải. Ok, rồi, mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ, em chào bạn nam đang ngồi đối diện em ạ. Dạ, em tên là Mai Thị Tố Quyên. Em năm nay em 23 tuổi. Dạ, quê em thì ở Sóc Trăng và hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em đang làm tư vấn tuyển sinh cho một trung tâm Anh ngữ. Rồi, vậy là công việc hai bạn đều ổn định hết đúng không? Dạ. Mình có ý định là mình sẽ lập nghiệp ở thành phố hay là mình sẽ về quê lập nghiệp? Dạ, em ở đây thì em sẽ làm. Em ở đây rồi. Mình nghĩ là mình sau này mình muốn về quê hay là mình sẽ ở thành phố luôn, lấy chồng Sài Gòn luôn? Em thì em thích cái sự an yên á, em thì em muốn về quê hơn. Nhưng mà ở đâu thì có điều kiện làm ăn thì ở đó thì mình làm. Đúng rồi, ở đâu có điều kiện làm ăn chứ ở đâu có người mình thương là mình ở. Dạ. Ha, phụ nữ mà, quan trọng là lấy được một tấm chồng đàng hoàng, yêu thương mình, đúng không? Những điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Cái điểm mạnh của em thì em dịu dàng, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, chân thành, trung thủy. Về điểm yếu thì em hay thao tác chậm, hay quên, mù đường, dễ tin người nữa chị. Người ta nói một vài câu thì cũng tin. Hồi xưa giờ có ai gạt mình chưa? Có dạ, chưa? Nói thiệt cũng đi. Cũng có chị. Gạt về gì? Tình cảm hay tiền bạc hay là về công việc hay về cái gì? Hầu như thấy cái nào cũng có hết á chị. Nhưng mà nhận ra kịp thời. Dạ. Là bị gạt chưa nhiều. Dạ. Không đến nỗi nào ha. Mình phải sẽ trải qua nhiều, có thêm kinh nghiệm sống thì mình sẽ cứng cáp hơn. Không dạ. Sao hết. Ha. Còn em? Dạ, ưu điểm của em là có bị gạt gì không? Dạ, cũng hay có là chút. Đi gạt người ta? Không, người ta gạt em. Người ta gạt em luôn? Dạ. Người ta gạt em vụ gì? Và tiền bạc và tình cảm. Thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là không cờ bạc, không thuốc, không rửa tiền. Nghe vậy là được ha em ha. Dạ. Không có nóng tính nữa. Không nóng tính. Biết quan tâm, chia sẻ, ga lăng. Biết làm việc nhà. Nhà cửa gọn gàng không? Đang ở với ai? Dạ em đang ở với ba mẹ. Ở ba mẹ mà có dọn dẹp nữa hả? Dạ có, khu ba mẹ chứ chị. Wow. Rồi, còn gì nữa? Khuyết điểm của em là hơi quên chút. Hơi thẳng thắn quá. Cũng đôi khi thì em thấy hơi ít nói một chút. Bên đây cũng hay quên. Rồi sao ta? Cặp đôi này có nào hẹn hò nhau rồi quên luôn không? Em quên chỉ mất trí nhớ tạm thời hả chị? Ông nhiều tuổi đâu mà ông mất trí nhớ tạm thời. Mất trí nhớ tạm thời. Anh thì đôi lúc em làm việc á cũng đang chị, em đang làm cái này, em làm cái này chị có người thì nói vô là quên cái này xong qua làm cái khác. Có khi nào trong công việc mà lộn rồi quên rồi con số nó bị trật không? Dạ không có chị. Tình trường sao cơ? Quen mấy mối tình rồi? Em có một mối tình 5 năm ạ. Quen được 5 năm? Dạ. Tại sao lại chia tay? Thì ngay từ lúc mà mình bắt đầu quen á thì cũng có nhiều cái điểm mà mình chưa có cảm thấy chưa có hợp. Tại vì cả hai đứa em á là đều xác định á là cái việc mà mình quen nhau á thì mình cái đích đến sẽ là hôn nhân, cho nên là hai đứa sẽ cố gắng để dung hòa lại những cái chưa thật sự phù hợp với nhau lại á. Nhưng mà càng ngày á thì cảm thấy không có cứu vãn được. Hay là có đối tượng thứ ba xuất hiện gì không? Dạ không có đối tượng thứ ba xuất hiện. Không có. Rồi thôi vậy cũng qua rồi, chuyện dạ. Cũ rồi ha. Thế còn em? Em thì hồi sinh viên em chỉ có yêu đơn phương thôi. Vậy là chưa có mối tình nào chính thức? Dạ chưa. Biết hôn không? Dạ cũng biết chút. Hôn ai? Dạ chưa, không biết hôn má à. Chưa hôn môi lần nào? Dạ. Biết hôn không? Cái anh về hệ quyết chị. Hả? Cái anh về hệ quyết chị. Hả? Trời ơi, không có kinh nghiệm. Ủa em nghe bạn trai mà chưa có kinh nghiệm trong tình yêu là em thích hay là em ngại? Dạ, em thấy cũng bình thường. Bình thường? Dạ. Rồi anh không biết làm gì hết trơn, không biết hung, không biết ga lăng, không biết gì, không chịu bạn gái, không biết luôn rồi em làm sao? Nhưng mà nếu mà anh thương mình thì từ từ anh cũng biết mấy điều đó thôi. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm, biết lắng nghe, chia sẻ, độc lập, quyết đoán nhưng mà không có gia trưởng. Không là cậu này không có gia trưởng đâu. Dạ. Phải trung thực, chân thành, trung thủy. Chân thật, chân thành, trung thủy. Dạ em có hết. Có hết. Dạ. Tự tin ghê, ông chưa có bạn gái mà ông tự tin ghê. Rồi yêu cầu về ngoại hình. Nói về chiều cao thì cao khoảng từ 1m7 trở lên. Được. Và ngoại hình cân đối. Duyệt. Không hói. Không luôn. Không tệ.
khóc luôn. Dạ, em là lịch sự. Được luôn, trời ơi, bữa nay sao em vô à, vô luôn à. Được cái trơn luôn á. Dạ. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em thấy em liệt kê những cái em thích rồi, nếu mà đảm trời bảo ơi. Như vậy thì không được lẽ anh rồi. Này là 100% tuyệt đối trong mắt em sao? Có không? Rồi, mời em trai. À, em mọi người của em. Mọi người của em là dễ thương, mặt dễ thương, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng. À, không nóng tính, cao thì 1m6 trở lên. Đừng có mập quá. Gì nữa? Biết nấu ăn. Em biết nấu ăn không? Dạ biết ạ. Cao 1m mấy? 1m5 mấy thôi đúng không? Dạ, 1m60 ạ. Wow, chuẩn nha. Bóc dáng này chuẩn rồi, tuyệt đối rồi. Biết quan tâm, chung thủy, chân thành. Phụ nữ nào cũng chung thủy với chân thành hết trơn á. Không có người phụ nào, nữ nào mà đang yên, đang lành mà muốn thay đổi. Ăn thua mình biết nắm giữ phụ nữ mình không? Có hình không? Cho chị mượn hình của hai bạn coi. Dạ. Nè, chủ yếu coi tấm trên đi cho nó dễ kiếm. Có một gợi ý nào cho chàng trai có thể tìm thấy em không? Dạ, em mặc áo đỏ ạ. Mà có mấy người áo đỏ? Ờ, đỏ hết. Em có gợi ý gì cho bạn gái không? Em thích màu đỏ. Cũng biết chơi chữ nữa ha. Em nghĩ. Tại sao em chọn cô đó? Linh chạm mà. Giữ nguyên cái ngón tay đó, giữ nguyên cái ngón tay vô hình đó. Để nó đi, tôi mở cửa ra cho xem. Có chưa, có chưa? Em nghĩ là anh này. Tại sao chọn ảnh? Anh trẻ khoảng 20 mấy, sinh năm 93 nè. Anh trẻ mà anh là anh con... thích màu đỏ. Thích màu đỏ nữa, hay quá. Giữ nguyên, giữ nguyên. Kính thưa quý vị, bây giờ tôi sẽ mở cánh cửa trái tim này ra để xem hai bạn này đoán đúng hay không. Giữ nguyên hiện trường nha. Được cái tôi gả luôn cặp này nè. Và bây giờ cánh cửa trái tim của chương trình Hẹn Ăn Trưa xin được phép mở ra. Tên tên. Sao, sao được không? Dạ được anh. Tuyệt vời phải không? Ủa sao em hay quá vậy? Sao em có thể đoán được cổ? Cô ấy cũng nói là mặc áo đỏ. Thì em à, trong đây thì nhiều áo đỏ quá. Nhưng mà em suy đoán nghĩ ra thì trong đây thì có một áo có cái bên trong màu đỏ. Cam cam đỏ đỏ. Trời cam hay đỏ. Quá ha. Coi như cái điện khởi đầu là có chút tốt đẹp. Nhưng mà quan trọng hôm nay là tìm người yêu. Cho nên là phải suy nghĩ tìm hiểu sâu hơn một chút. Yeah. Bây giờ chị Tường sẽ tạo cơ hội cho các bạn được ăn bữa ăn thật là ngon tại nhà hàng Di Madrid. Có thời gian riêng để tâm sự với nhau. Ít phút là chị Tường sẽ quay lại, đồng ý không? Dạ. Ê, trời ơi, sao đây? Trời ơi, nãy tôi khen hoa đẹp. Dạ, anh có quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Hoa đẹp lắm. Dạ. Tại vì anh đặt hàng trên qua người bạn á. Bông hoa là từ bên Ecuador về đó, nhập về. Ồ, Ecuador về. Đúng không? Hay là người bán hoa gạt em? Dạ đúng rồi. Ecuador là bông nó có gì đặc biệt? Dạ hoa hồng em biết, tại vì em thấy dễ thương đẹp. Ồ, bên nước ngoài rất đẹp. Hoa nước ngoài về nha. Em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Cảm ơn. Dạ. Em hy vọng là tại vì em thích đi du lịch ở những nơi mà có cái thời tiết hơi se lạnh á. Cho nên là... Em giống anh. Dạ. Anh thích đi Đà Lạt. Dạ, em cũng rất là thích Đà Lạt. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì em muốn anh sử dụng cái món quà này trong chuyến đi cùng với em. Mở ra, mở... Ô, trong chuyến đi cùng với em nha. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, mở ra coi. Quà gì mà sử dụng trong chuyến đi cùng với em? Cái khăn choàng đẹp quá. Rồi choàng lên đi cưng, coi như đây Đà Lạt đi, mình choàng đi. Choàng lên đi em. Choàng lên, lát ăn có đổ rồi mình chùi nha. Không biết là anh có thích màu đó không ạ? Đẹp mà. Dạ. Bạn gái cảm nhận về món quà của mình như thế nào? Đẹp không? Dạ đẹp. Hợp với bạn trai không? Dạ hợp. Choàng vô thấy ấm không em? Dạ ấm ạ. Giống Đà Lạt chưa em? Dạ chưa giống. Chưa giống lắm. Hy vọng sẽ có một ngày hai bạn cùng nhau đến Đà Lạt nha. Dạ. Rồi bây giờ Cát Tường xin mời hai bạn thưởng thức món súp kem nấm và bánh các loại. Cái món ăn này rất đặc biệt nha. Hồi nãy giờ Tường nghe nhà hàng hướng dẫn đó là mình phải lấy cái muỗng mình đâm xuống cái bánh nè, xuống dưới cái súp này rồi mình ăn. Yeah. Nha cưng nha. Yeah. Rồi thưởng thức đi hai bạn. Một chút xíu chị Tường quay lại liền nha. Yeah. Mời em ăn. Cảm ơn anh. Em đến Sài Gòn ở đây lâu chưa? Khoảng 6 tháng anh. 6 tháng à? Dạ, em cảm ơn anh.
quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Khi mà mình quen một người nào đó đó thì mình sẽ có cái định hướng rõ ràng, cái đích đến sẽ là hôn nhân chứ không phải là mình cảm thấy thích cái mình quen xong rồi mình bỏ. Còn anh thì như thế nào? Quan điểm anh đó là cho nó có sự chân thành, trung thủy, chia sẻ với nhau, không giả dối. Có chuyện gì thì khi mà hai người có chạy nhau á, dạ, thì mình có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Hoặc là anh có thể nhường em, thí dụ mà em sai nhưng mà anh vẫn sẽ có nhường em mà anh sẽ xin lỗi trước. Dạ, cũng nhường nhịn nhau. Dạ, nhường nhau. Em có nóng tính không? Không anh. Thí dụ mà mình tìm theo nhau thì trong khoảng bao lâu thì mình tính tới kết hôn được? Em thì em dự định là khoảng một vài năm nữa. Một năm nữa ổn định hơn, nhưng mà cũng tùy theo mức độ tình cảm. Lần đầu tiên gặp anh em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh hiền, thật thà. Cảm ơn em. Dạ. Lần đầu tiên gặp em thì anh cũng thấy em dễ thương. Thì cảm ơn anh. Anh thích cái giọng nói của em. Em hiện tại em đang ở quận mấy? Em ở quận Bình Tân á anh. Tân Tạo A. À, Tân Tạo A. Dạ. Anh là hồi nãy anh nói anh ở Tân Bình hả anh? Hay là? À, anh ở quận 3, anh làm Tân Bình. Nhà ở quận 3? Nhà ở quận 3. Nhà anh thì có bao nhiêu anh chị em? À, anh thì có 4 anh em ruột, 4 anh em trai. Dạ. Anh là kế út, là thứ 3. Ok. Em thích đi du lịch đi Đà Lạt, ngoài Đà Lạt ra thì em còn thích đi đâu nữa không? Đà Nẵng. Đà Nẵng nha. Anh chưa đi Đà Nẵng bao giờ? Em cũng chỉ đi mấy một lần thôi ạ. À. Đó là do là nguyên một lớp tổ chức đi. À, nếu mà có đi du lịch thì anh thích một là Đà Lạt hay là đi biển? Thì anh thích ngắm biển. Em thì ở chỗ nào mà thấy nhiều thiên nhiên, có thiên nhiên. À, sông suối, cây cỏ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tại vì em không có thích những nơi mà ồn ào hay xô bồ quá. À. Em thích sự an yên. Nếu mà ví dụ mà tính đó thì em về em ở quê hay là muốn ở trên đây? Em á thì em thích ở quê hơn, nhưng mà nếu như mà ở quê mà mình không có cái điều kiện để mình phát triển kinh tế á thì cũng sống cũng không có được ổn, cho nên là em nghĩ là ở nơi nào mà có điều kiện làm ăn tốt như đó thì em nghĩ là mình sẽ ở nơi đó thì cuộc sống sẽ ổn định hơn. Em có ngại làm dâu không? Dạ không, em không ngại làm dâu. Em biết nấu ăn không? Dạ biết. Ngon không? Đó là tùy theo cảm nhận của mỗi người thôi. À, dạ. Anh thì ăn dễ ăn lắm. Wow, món ăn đặc biệt quá ha. Thấy ngon em đi. Lạ không? Món ăn lạ không? Dạ lạ. Quá trời bánh lần luôn. Lần đầu tiên mình... Lần đầu tiên em ăn chị lần đầu tiên thấy thôi đó, chứ chị còn chưa được ăn nữa đó. Mình có mục tiêu gì cho cuộc sống của mình không? Có đặt ra cái tiêu chí gì không? Trước tết em đã có nhà rồi. Dạ, nhà gì? Nhà dưới Tân Phú, gần ngay Tân Tạo. Nhà ở đâu ra vậy? Mà ba mẹ với em khóc hôn vô. Có vốn của em chồng nữa? Dạ. Giỏi quá ta, vậy là đợi. Rồi sau này mình có làm dâu không? Ở chung với ba mẹ hay là ở hai chồng ở riêng? Cái nhà là nhà của ba mẹ với em thì chắc mà ở đi ở nhà dưới Tân Phú. Vậy là cũng ổn định tốt rồi ha. Thế còn em, quan điểm của em như thế nào về hôn nhân gia đình? Nếu mà có gia đình rồi á thì thì người phụ nữ như là mình phải là như mình chăm sóc gia đình, thế là trong công việc hay gì đó thì mọi thứ là hai vợ chồng nên chia sẻ, san sẻ với nhau, cả về những cái gánh nặng về kinh tế luôn. Thế em có ngại nếu mà phải làm dâu không? Dạ em không ngại ạ. Làm dâu sướng lắm ha, có ba mẹ đỡ đần cho mình. Dạ rồi. Trong trường hợp mà hai vợ chồng mà có cự cãi, ba mẹ cũng đứng ra giãn hòa rồi. Cho nhưng mà con ấy nói thì con ấy thích ở dưới quê. Đây là cũng quê đặc biệt á, bây giờ những cô gái sẽ thích thành thị đúng không? Dạ. Thích vui nhộn, như cô gái là thích dưới quê cũng là tại vì tánh cổ hơi đầm tính đúng không? Thì em cũng hơi đầm tính thì em phải làm sao cái tình yêu phải đủ lớn đủ mãnh liệt, chứ tại vì hiện tại cổ cũng đang sống ở thành phố mà. Dạ. Làm sao mà giữ chân lại cổ ở lại ở nơi này, thành phố Hồ Chí Minh là nơi đất làm chim đậu mà em. Dạ. Hả? Cho nên là cái đó còn tùy theo tình cảm của hai bạn nữa. Bây giờ thì chị Tường sẽ mời hai bạn bóc những cái lá bài ở trong này, yêu cầu thực hiện cái gì thì mình sẽ thực hiện điều đó nha. Mời em. Rồi, đọc lớn lên. Hãy nói thật lòng điểm bạn thích nhất và điểm bạn không thích nhất ở đối phương. Em thích nhất bạn gái không mạnh dễ thương. Còn điều không thích nhất là về chút quê ở. Mới vừa gặp nhau à. Dạ. Chưa kịp yêu nhau mà em đã nói em không thích ở thành phố, em đòi về quê, người ta buồn là đúng rồi. Rất là chân thành, anh chàng này cũng thiệt thà ha. Mời em. Rồi, đọc lớn lên coi.
xin phép nắm tay và nói một câu hay hát vài câu tỏ tình lãng mạn. Rồi, đưa lên, đưa tay ra cho người ta nắm chứ không lẽ bắt ta xin nữa. Dạ. Nắm hai tay luôn. Ta xin có con tay à? Dạ, xin nắm hai tay cho ấm áp. Sao? Nói gì cho nó lãng mạn xíu coi nè. Tay đẹp ha. Em hy vọng á, nếu có cơ hội á thì sẽ có nhiều lần hơn để được nắm tay anh. À, anh cũng hy vọng sẽ được nắm tay em và hôn em thật nhiều. Tay anh nắm không? Tay rất là ấm. Làm sao tay em lạnh nhưng mà tay anh nắm sẽ bù trời che chở cho em được, sửa ấm cho em được, sửa ấm cho em được. Trời ơi, tôi đâu có cần nói cái gì đâu, được rồi. Dễ thương quá à. Yêu cầu có một mình con phụ nữ à, được nói thôi mà cuối cùng hai người đối thoại với nhau rất là tình cảm, đó là những cảm xúc rất là chân thành đó quý vị à. Dù là đã nói rồi nhưng mà chị Tường cũng muốn hỏi thêm một lần cuối cùng nữa. Thế thì lúc cái cánh cửa trái tim này mở ra thì em cảm nhận về người đối diện như thế nào? Em cảm nhận cô ấy là một người thiền, dịu dàng, có thể là người phụ nữ của gia đình. Rồi, em đứng lên để cho bạn gái nhìn kỹ lại nè. Tiêu chuẩn em đưa ra nè, chương trình đã tìm rất phù hợp nha. Cao 1m7 nè, body chuẩn nè, không có bụng phệ nè, đầu không hói nè, quấn chiếc khăn áo ôi chiếc khăn vô rất là tuyệt vời, ăn mặc bảnh bao lịch sự nè. Đúng chuẩn em chưa? Dạ đúng rồi. Đúng không? Chị không có nói thêm đúng không? Rồi dạ. Mời em gái đứng lên nè. Cao 1m6 nè, tướng hình thon thả nè, da dẻ mịn màng nè, yểu điệu thục nữ nè, đúng ý em chưa? Dạ đúng rồi. Còn cái gì nữa, còn chần chờ gì nữa? Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò chúng ta bấm thật mạnh vào cái nút bấm. Nếu không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nhé các bạn nhé. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Thật sự Tường không có đếm, Tường cũng biết cặp đôi này sẽ bấm, nhưng mà đây là cái thủ tục của chương trình. Rồi mời các bạn về một phía. Đã bấm nút thì sao nè, nắm tay nhau. Chào anh, xin phép nắm tay em. Xin phép thêm món nữa. À, chào anh, xin phép được hôn em. Có theo dõi chương trình biết thủ tục luôn. Hai gương mặt này cũng có cái nét hơi giống nhau đó nha. Gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim. Trời ơi, có cái vé chiếu phim không, buông hai tay ra rồi. À, nắm tay nhau, nắm tay nhau. Đó. Đây là những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Các bạn hãy đến xem những bộ phim thật hay, một không gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Rất là vui quý vị ạ. À, hôm nay là cặp đôi này Tường thấy rất là hợp với nhau luôn. À, mặc dù khoảng thời gian còn rất dài, hy vọng các bạn ấy cũng sẽ đến được với nhau nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau lại khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Hello, chào ông Mai. Hello, chào bà Mai. Dạo này làm như phong độ hơi xuống ha. À, không biết nữa, cũng thời tiết lắm chị. Có khi thì nắng, có khi lại mưa. Mà mấy nay mình bão tố phong ba quá được ơi. Mỗi lần mai mối không thành, ông Mai bà mối chúng tôi về nhà mất ăn mất ngủ đó quý vị. Một lời gửi gắm nè, bây giờ tìm được một người yêu thương thật là khó. Nếu như có chút cơ hội thì các bạn hãy cho nhau cơ hội đi. Cho mình cơ hội cũng là cho đối phương cơ hội. Chứ sao cứ khắc khe bản thân làm gì. Tuổi trẻ mà không có tình yêu thì nó sẽ rất là héo mòn. Mình phải mau lửa lên chứ yêu, phải yêu hết ga hết số. Cái gì mà cảm xúc nó cứ lưng chừng vậy, làm sao đừng đủ bấm nút sợ được sệt. Hôm nay tôi chúc cho các bạn hãy dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Và đây mình sẽ là mai mối. Và ngay bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình bước ra sân khấu. Và bây giờ bên nhà gái cũng hân hoan chào mừng hai cô gái xinh đẹp của tôi.
Rồi, ngồi đúng vị trí của mình đi nào. Dễ thương, xinh đẹp, ăn bặn, tuyệt vời. À, bây giờ mình sẽ đổi phong thủy, hôm nay mình sẽ hỏi chàng trai ghế đỏ trước. Em giới thiệu về bản thân mình một chút xíu nha, em tên là gì? Dạ, lời đầu tiên xin cho em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và mọi người trong trường quay ngày hôm nay. À, em tên là Quốc Lập, em 33 tuổi, em ở Bình Dương. Mình làm đang công tác ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý nhân sự cho công ty vệ sinh công nghiệp ở Bình Dương. À, Bình Dương là đoạn nào vậy em? Là ở Thủ Dầu Một chị. Em chạy lên đây nãy mất bao lâu? Dạ, khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thật ra 1 tiếng đồng hồ thì cũng bằng nội ô trong thành phố chạy từ quận này qua quận kia. Dạ đúng rồi. Cũng như chị từ Gò Vấp mà qua quận 7 hình là cũng đi mất 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Rồi, à, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Lập? Dạ, điểm mạnh của em là em hoạt bát, vui vẻ, không ngại khó khăn, gian khó. Đôi khi là em kiểu hơi hiền với mọi người, gặp bị những cái thiệt thòi cho mình. Lúc rảnh rỗi thì em thích đi đâu? Dạ, rảnh rỗi thường em đi uống cà phê với bạn, thì gặp gỡ những bạn cũ, giao lưu với bạn bè tí. Bây giờ cô gái xinh đẹp ngồi ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi nè. Em chào MC Minh Đạt, chào tất cả mọi người. Thì em tên là Nguyễn Thị Huyền My, em sinh năm 1995 và hiện quê của em là ở Bến Tre và hiện tại em đang làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Ở khúc nào vậy? Em ở Dĩ An. Dĩ An với Thủ Dầu Một cách nhau bao nhiêu cây ta? Biết anh Lập biết không em? Gần mà phải không? Dĩ An đâu, hai người hỏi nhau coi, em hỏi bển coi. Dạ cách khoảng chừng 20 cây. Ủa vậy là từ Dĩ An lên đây là bao nhiêu phút? Dạ cỡ khoảng 45 phút. Dạ công việc hiện tại của em là ở Bình Dương là làm gì? Dạ công việc hiện tại của em là tuyển dụng và đào tạo những bạn làm streamer. Bán hàng qua mạng? Dạ không, và tương tác thể hiện tài năng á, ca hát hoặc là trò chuyện. Đó thì em làm công việc này bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm được 7 năm. Trời ơi, 7 năm rồi. Em làm từ lúc còn sinh viên tới bây giờ. Wow, streamer chuyên nghiệp. Trong cái kênh em là thể hiện những tài năng gì? Dạ thường thường á thì em sẽ rap cho mọi người nghe, hát vọng cổ. Chỉ biết sơ sơ cái gì thì mình sẽ trình diễn cái đó. Bây giờ mình khoe điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Điểm mạnh của em á là hòa đồng, hoạt ngôn, có những cái tài lẻ như là có thể làm cho người đối diện mình vui. Còn điểm yếu thì chắc có lẽ là hay mít ướt. Mình có một cái vấn đề gì đó thì mình hay bức xúc bằng cách là mình có thể lớn tiếng hoặc là khóc, là mình bộc trực quá nên là mình không có biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Đó bây giờ vậy nè, đang nghe một cái cô mà giỏi như vậy mình phải làm thử một khúc trước đi cho bên đây ta nghe ta hấp dẫn đi. À mình phải thử liền chứ hả? Giờ làm câu vọng cổ trước đi nè. Đừng chạy trốn quanh có gì trước mặt tôi đã rõ một con người dáng hoa mềm. Vì khi đôi mặt cùng ông tôi đã rõ chân lý cùng một viên tòa thẩm vấn thì tôi ông ơi ông đừng chạy trốn quanh con. Được, hay rồi, vậy là hay rồi. Nó chạy quanh co là nó cục đường, chạy quanh co là nó... Đừng chạy trói quanh co nữa. Qua chàng trai cái màu xanh này, giới thiệu đi. Vâng, xin chào anh Hứa Minh Đạt với chị Cát Tường. Em là Đặng Văn Nam, quê hương ở Tuyên Quang, sống ở Bình Dương. Công việc chính của em là thợ cơ khí. Thì chuyên lắp ráp kết cấu nhà khung nhà xưởng, ví dụ như trường quay. Trong trường quay này em có thể là thiết kế và lắp ráp. Công việc của em là quản lý nhân sự. Bữa nay toàn là những người ở Bình Dương không ha? Nãy quản lý nhân sự bên đây có 2 người ở Bình Dương rồi đó. Quản lý nhân em sự. Là năm nay bao nhiêu tuổi Nam? Báo cáo với anh chị là em năm nay 37 tuổi ạ. Rồi mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là hay ca hát, nấu ăn ngon, yêu thể dục thể thao. Điểm yếu của em thì hay gọi là trầm tính, ít nói, không hay thổ lộ. Nói chung là em thì một thanh niên nhưng mà em lại không thuốc. À ha. Không thuốc và em nghĩ cái gì? Đến bây giờ thì nói chung là lên chương trình có khả năng về sau này thì em có thể là nghiện vợ. Sau này thì em có thể là nghiện vợ. À. Nghiện vợ. Nghiện vợ nhiều hơn. Khả năng nghiện vợ cao hả? Dạ. Rồi, em giới thiệu về mình đi nào, cô gái ngồi ghế màu xanh. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt và chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Kim Biên, em sinh năm là 1989. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh của công ty xây dựng. Em ở đâu? Quê em ở Cà Mau, còn em hiện tại em đang ở trọ ở Long An, nhưng mà công ty em ở Hóc Môn. Không, nó dính dắt quá vậy. Từ ngay chỗ em ở trọ lên tới ngay chỗ làm bao nhiêu phút? Dạ 40 cây số, sáng đi chiều về. Mà sao lựa cái nhà trọ nó xa quá vậy, sao không gần ngay chỗ mình làm? Dạ em ở trọ chung với cha mẹ em, với em gái em. Dạ. À, cũng như là gia đình ở đó, từ dưới Cà Mau lên ngay Long An để mà lập nghiệp. Dạ. Điểm mạnh em biết em là gì nè? Điểm mạnh của em á là biết nấu ăn. Em thích nấu ăn nhưng mà em ăn ít lắm. Tại vì nấu xong mới mệt. Kỳ vậy? Hay là tại đồ ăn mình nấu không được ngon? Em nấu ăn cũng khá ngon.
Rồi điểm yếu là gì? Hay bị mất trí nhớ cục bộ. Giống như những cái em nào mà em muốn nhớ thì em nhớ, còn những cái như người ta nói gì đó là em hay quên. Giống như là em lỡ em hứa cái gì với người ta, em nói gì với người ta đó cái thì mất trí nhớ cục bộ. Hồi nãy bạn mới mượn tôi 500 ngàn chiều bạn nhớ trả nha. Cái là mất trí nhớ cục bộ liền. Cái là mất trí nhớ cục bộ liền. Có vậy không? Không anh. Em vẻ hiền quá vậy. Vậy thì vì cớ làm sao mà em cơ duyên em tới tham gia chương trình vậy? Dạ thì em... Con em á giống như là... Con em? Dạ em là mẹ đơn thân. Ước mơ của nó là có được ba. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ em cũng muốn thương một người, thật lòng thương em. Con em bao nhiêu tuổi? Dạ 9 tuổi chị. Trai hay gái? Dạ trai. Hy vọng hôm nay em sẽ tìm được cái đối tượng đó nha. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Khai thác kỹ hơn ha chị ha. Bây giờ mình sẵn tiện mình khai thác tình trường của mình làm luôn đi. Luôn ha. Ừ. Mình kết hôn được bao nhiêu năm? Dạ 8 năm. Thì dạ. Tại sao mình lại chia tay? Chồng cũ của em á là tính gia trưởng, không có chịu nghe ai nói hết. Cả thế giới phải chịu theo ổng, chứ ổng không chịu ai hết. Cái gì mà làm giọt nước mà phải tràn ly như vậy? Con ổng không có làm cha. Ổng làm cha em, ổng làm cha em. Còn cha con ổng là em làm luôn. Là sao? Chưa hiểu. Muốn mọi việc đều theo ý mình, nó không có nghe ai hết. Ừ. Ai nói dữ luôn. Giờ bắt mọi mắt em phải phục vụ theo cái ý muốn của ổng. Sự là từ ngày cưới nhau về á, em là lo hết cơm, nước, tất cả. Sáng ông đi làm á, thì có một bình nước sẵn cho ổng. Hoặc là nấu mì, hoặc là chiên cơm, hoặc là mua đồ ăn sáng cho ổng. Chưa về là phải có cơm, còn không có cơm là ổng quà ông đi ngủ, không có tiếp gì hết. Còn đi nhậu á, thì tới 10 giờ mới về mà em nhắn tin á, thì cằn nhằn. Sau đó thì cái giọt nước tràn ly là cái ngày ăn cơm, cũng bữa sáng chủ nhật. Ông ăn cơm mà ông nói em là cứ cằn nhằn đi nhậu. Bữa cơm gia đình không vui vẻ. Cái lúc đó ông bỏ thì ngầm bỏ cơm, bỏ nước, bỏ hết. Rồi ai là người quyết định ly hôn? Dạ em. Bây giờ con trai là ở với em. Dạ. Thông tin của cô gái màu bây giờ chị xanh. Tường muốn hỏi cảm nhận của hai bạn trai trước là sau khi nghe câu chuyện của bạn gái ông đã từng đổ vỡ như vậy, có một đứa con trai 9 tuổi thì không biết là suy nghĩ của các bạn như thế nào. Bạn trai gái đỏ phát biểu trước nhé. Dạ thì cái chuyện mà lập gia đình mà không có hạnh phúc thì đó mình cũng không ai muốn, nhưng mà người em cảm thấy là thiệt thòi nhiều nhất là người phụ nữ. Đằng sau những cái cuộc ly hôn đó, người phụ nữ sẽ phải có những cái khó khăn, nếu mà muốn bước tiếp nữa cũng nhiều khó khăn hơn là người nam. Gia đình nếu mà một khi mình đã xác định là lập gia đình á, hay cả hai nên hướng về một hướng là đó là một cái gia đình luôn làm những cái việc mà kiểu cho nhau cảm thấy bình yên. Còn em? Của bạn gái thì nói chung là cũng thực sự là bạn cũng chịu thiệt thòi vì không được may mắn như bao người. Bạn ấy là cũng thiệt thòi. Bây giờ mong muốn bạn ấy tìm được người người ta mà hiểu với mình thì nó cũng rất là khó. Thì còn tình trường của em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em một. Em thì từ hồi bữa mà em chia tay bạn gái đến giờ là em cũng kiểu là mình sợ mình không dám yêu nữa. Mối tình đó như thế nào? Sau khi em đi bộ đội về được 2 năm, em có quen một bạn thì khác quê. Thế rồi sau đó cái phong tục, tập quán không hợp nhau. Thế rồi qua Zalo, Facebook thì cũng cách đây khoảng 2 năm em cũng có gặp lại, cũng hỏi thăm em là lấy vợ chưa. À. Thế thì hôm nay em muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào nè? Cái tháng này là cái tháng 7. Mà thế là cái ngày mà Vũ Lan vào hiếu. Em thì mất bố rồi. Còn mẹ thì em rất là thương mẹ. Mẹ em có nói với em là cố gắng lấy vợ, nhưng là em cũng không chọn. Có nghĩa là bạn nào còn được ấy. Có nghĩa là mẹ em có nói với em là có qua một đời chồng cũng được, qua một đời chồng cũng được, còn lấy để báo hiếu với gia đình. Nói chung là mẹ cũng lớn tuổi rồi, muốn nhìn thấy em có một gia đình yên bề gia thất. Mẹ đang mẹ ở đâu? Yên tâm hơn. Mẹ em ở Tuyên Quang. Mẹ ở với ai? Mẹ em bây giờ đang ở với em trai của em là lấy vợ xây dựng gia đình rồi, có nhà riêng của em. Nhà em thì em là cả, giữa có một đứa em gái, một em trai út. Thế bao nhiêu năm nay em không thích một người phụ nữ nào hết à? Nghĩa là cứ quen bữa đầu ấy thì mời nhau đi uống nước, là cà phê chẳng hạn đấy. Bữa thứ hai thì là kêu anh ơi mai đi sinh nhật bạn em. Đến bữa thứ tư là bạn ấy chủ động mình là nhà hỏng bóng điện. Đến bữa sau nữa là bể màn hình điện thoại. Là oh no. Là người ta yêu mình không có thật lòng anh ạ.
cảm thấy sợ. Rất nhiều cái lý do rất là kỳ cục. À, chị rất là hiểu, rất là đồng cảm với em, dạ. Rất là trân trọng em. Rồi tình trường của em sao nè? Dạ, trước giờ thì em cũng quen 5-6 mối tình làm cho em cũng khóc sức mướt. 5-6 mối tình mạnh dữ. Thấy chưa, học hỏi làm cho người ta hay là người ta làm ông? Dạ thì em khóc. Ủa, khóc luôn hả? Dạ, nó hơi cũng mít ướt tí thì mỗi lần chia tay cũng hay khóc. Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Sau đó thì không khóc nữa. Thì cũng có lý do là bị cấm sừng. Có mối tình lâu nhất của em là mối tình 2 năm rưỡi. Thì hai đứa rất là thương nhau nhưng mà vì lý do tuổi tác nên không đến được với nhau. Tuổi tác thì sao? Kỵ chị. Trời ơi, ông thầy bói dính dùng nữa. Kỵ nữa, dạ. Em tuổi gì người đó tuổi gì? Dạ em tuổi Tỵ người đó tuổi Hợi. Ba mẹ cấm hay là sao? Em là tuổi Tỵ hả? Dần thân Tỵ Hợi. Cho hỏi thăm đây ha, dần thân Tỵ Hợi có ai dính không ạ? Sao che mặt vậy? Tuổi Hợi. Tuổi Hợi, rồi ghế màu đỏ. Rồi xong phim. Còn ghế màu xanh tuổi gì ạ? Dạ tuổi Tỵ ạ. Dạ tuổi Tỵ ạ. Tuổi Tỵ luôn. Cho hỏi đây luôn tuổi gì để mà biết nãy giờ mình nói thứ xíu ạ. Sửu hợp với tuổi Tỵ. Thấy tôi là tôi kỵ ông thầy bói à. Dần thân Tỵ Hợi. Chứ đâu ghép đôi mà tôi nghe vậy xong đi tôi bị trùng bước quá. Hồi mấy ông về ông cưới ông thầy bói làm vợ luôn đi ông ơi. Dạ không, cũng muốn một phần không phải. Tại em cũng muốn cưới cô đó nhưng mà kiểu như tâm lý ở gia đình cô đó ấy không chấp nhận được. Bây giờ ví dụ yêu một người nữa mà bây giờ kỵ tuổi nữa vẫn về nhà không chịu nữa rồi làm sao? Dạ chịu luôn chứ sao chị ơi chị. Tuổi này mà còn mày đặt kén cá cộng canh nữa là lên đường luôn á. Trời ơi, rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm bạn gái là có tính cách thì cũng biết quan tâm, suy nghĩ tí, công việc ổn định. Ngoại hình thì cũng không cần phải xinh đẹp lắm mà kiểu ưa nhìn tí là được. Chiều cao rồi, cân nặng, da trắng, da đen đồ có gì không? Chiều cao khoảng 1m55 tới 1m6 là gì được. Dạ, dạ, da sáng là được, da sáng là được. Rồi, bây giờ tất cả mọi người đã tâm sự chuyện tình cảm rồi, bây giờ còn có mỗi mình em đó. Em có 2 mối tình. Trong đó có một mối tình chính thức năm cấp 3. Sau đó em lên đại 2 mối tình. Xong rồi lên đại học thì do là anh đó ghen quá. Nhưng mà khi ghen thì nói những cái lời không có hay. Cho nên là em chia tay. Em hay đi những cái hoạt động thiện nguyện và gặp những cái bạn đi cùng chương trình với mình. Cũng do những người khác họ tác động vào nên anh ta không có tự tin vào cái tình cảm đó cho nên là anh ghen. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Thì bây giờ mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Em thì không có hình mẫu người đàn ông lý tưởng. Nhưng mà em cũng mong muốn là tìm cho mình một người đàn ông biết quan tâm tới người yêu của mình, tới vợ của mình. Và đừng có ghen quá. Quan trọng thì em nghĩ là do bản thân mình tự ý thức được cái mối quan hệ nào là quan trọng nhất. Rồi những cái mối quan hệ bạn bè. Anh hay nói với em là anh thấy em không có quan tâm anh bằng bạn bè của em. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình trong một cái mối quan hệ yêu đương thì mình sẽ quan trọng là bản thân mình tự ý thức được. Cho nên là đừng có ghen quá. Nhưng mà em cũng biết là tại vì người ta yêu người ta mới ghen. Bây giờ phải rạch ròi đúng không? Dạ. Và em rất thích bạn trai của mình mũi cao. Mũi cao mà còn mũi bự luôn á. Tại sao lý do, anh muốn biết lý do tại sao lại thích mũi cao? Tại vì mũi cao nhìn đẹp. Thiên về cái đẹp. Nhưng mà mũi cao mà mũi sữa thì được không? Silicon. Được luôn. Được luôn. Miễn sao mũi cao là được rồi. Dạ, cao silicon thì lúc mà hôn nhau thì mình sẽ tìm cách khác được không? Ủa là thế nào? Mắt gì hôn phải tìm cách khác là sao? Mũi bị dướng lỗ mũi. Bên mình phải tỉa một góc 90 độ vậy nè. Đó. Để đây không làm tổn thương. Tổn thương. Bạn đó phải hiếu thảo với gia đình. Và em không thích người đàn ông có lông mũi. Có lông mũi. Ủa, ai cũng có lông mũi. Chỉa ra ngoài mà không gọn gàng. Mũi chỉa ra ngoài. Biết cắt tỉa đúng không? Tại vì bà này bà pho kết vô cái lỗ mũi không à. Bấy cái lỗ mũi mà bị cái gì là cái là mụn cá mọc cái lỗ mũi cũng không được nha. Ví dụ như người đàn ông đó có bấm lỗ mũi thì có sao mà. Dạ không sao. Có đó là làm đẹp thì được. Dạ. Đây bên đây ít nè, bên nhà gái ít thì hỏi trước nè. Hello em, rồi cầm micro lên cưng. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Minh Đạt. Em tên gì? Tên là Ân. Ân, em là người nhà của ai?
Em là người nhà của bạn nữ 95 ạ. À, bạn nữ ghế đỏ phải không? Dạ, bạn nữ ghế đỏ. Rồi. Dạ. Hai anh rất là chững chạc. Thứ nhất là công việc ổn định. Nói như anh Đạt, nó focus vào cái mũi thì nó thì nó sẽ làm cho hai anh là có vẻ một tí là sợ sệt, nhưng mà bạn nó chỉ đùa vui vậy thôi. Còn về tính cách, về công việc thì bạn đó khá là bận, nên là khi mà được hai anh chia sẻ với anh áo xanh có nói là anh đó biết nấu ăn thì đó là một điểm cộng rất lớn, tại vì bạn nữ khá là bận và về việc chăm sóc bữa cơm gia đình hoặc là tự nấu ăn cho bản thân thì chưa được tốt lắm. Anh ngồi ghế đỏ thì em thấy anh cũng trải qua được nhiều tình trường, cũng có nhiều kinh nghiệm. Nếu thấy... như là để tư vấn cho bạn mình chọn một anh thôi, bạn thì em sẽ chọn anh nào? Dạ, thì chắc là em sẽ nghiêng về anh áo ghế xanh hơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nha. Mời bên họ nhà trai. Em xin chào chị MC Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em là bạn thân của bạn Lập. Bạn biết chăm lo gia đình thì bạn em cũng đang cần một người như vậy. Và nếu mà để chọn một trong hai thì em thấy bạn ghế xanh sẽ thích hợp hơn. Tại vì bạn em thì cũng không phải là so đo và khó khăn với khó khăn về cái vấn đề chồng, đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì bạn nữ ghế đỏ thì bạn, theo như em cảm nhận thì bạn cần cái sự quan tâm mà nhiều hơn cái bình thường. Trong khi bạn của em thì nó đôi lúc nó có cái ghen hơi quá thì không biết có kiểm soát được hay không thôi, chứ theo như cảm nhận của em thôi. Còn quyết định thì vẫn do là bạn em. Rồi, cảm ơn em. Các bạn rất tốt. Bạn phân tích rất là chi tiết luôn. Chào em, chào, xin chào anh Hữu Minh Đạt với chị Cát Tường. Em là chị bạn của em Lý Xanh. Em Lý Xanh là thấy tấm tình cũng hiền lành, cũng hật hà và cũng biết chia sẻ, cũng hợp với em ghế xanh bên đây, hai người nữ xinh đẹp bên đây. Nhưng mà thấy hợp người nữ ghế xanh nhiều hơn. Chị cũng mong cho em cũng cho anh ấy, cho em ấy cơ hội để hai đứa cùng sánh bước bên nhau đi suốt con đường. Rồi em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị. Lần đầu tiên mà tôi thấy hai bên họ nhà trai, họ nhà gái cho những cái ý kiến mà đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Đây là những người thật sự đi theo và phân tích rất rõ. Họ muốn người thân của họ tìm được một cái bến đỗ rõ ràng. Và cái người lựa chọn là những người trên sân khấu này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần Mở cửa trái tim. Dạ, cho em gửi. Có một cái hộp màu đỏ và có một cái hộp màu xanh. Rồi, bây giờ mình từ từ, mình cứ khui quà đi cái đã. Từng bạn một, đừng gấp. Mời em gái. Đó là gì ạ? Một bó hoa. Gồm có 5 bông hoa. Nó có kèm theo ý nghĩa gì không cưng? Dạ, đây là hoa sáp, thì nó để giữ kỷ niệm chứ anh như vậy em được lâu hơn. Dạ, cũng vậy luôn ạ. Dạ, cũng vậy luôn. Rồi, mời em. Em tặng em. Sao em cảm ơn anh? Tặng em. Wow. Ý nghĩa thì em cũng rảnh rỗi thì cũng hay vào mạng, mà cũng sở thích là hay chơi cây kiểng. Thì em thấy cái sen đá thì là nó cái chữ, cái từ đá ở trong ấy, nước chảy đá mòn. Em nghĩ là người phụ nữ của em sau này nó không mòn. Trung thủy với em. Ôi ơi, là sao? Là sao? Người phụ nữ của em sau này cũng mòn là ý gì? Dạ, có nghĩa là trung thủy với em ạ. Sau này em mong muốn là người bạn của em nó không mòn. Khi mở cửa trái tim này ra thì không biết là cảm xúc của các bạn dành cho nhau như thế nào. Các bạn nữ mình nhận quà mình trả lời trước đi. Em cảm thấy được sự chân thành của hai anh và thấy ai cũng hiền. Về cảm xúc thì em cảm xúc về anh ghế xanh nhiều hơn. Tại vì em thấy anh chân thành quá. Nãy em có nghe câu chuyện của anh không? Lúc anh chia sẻ về mẹ. Dạ có. Và lúc đó hình như là anh hơi xúc động. Đúng rồi. Em thấy là cảm nhận được giọng của anh là gần như là muốn khóc. Và em cũng là
một đứa con hiếu thảo, cho nên là em thấy anh như vậy em cũng mến. Dạ. Và anh gái đỏ thì em cảm thấy được sự lịch lãm từ anh. Và em nghĩ là nếu như mà anh quen một người tiếp theo nữa thì anh ghen có cảm xúc lại xíu, hạn chế lại cái sự ghen của mình. Em cảm ơn hai anh về món quà này. Hay quá, sao hôm nay ai cũng nói hay hết trơn á. Rồi, tới tiếng em. Cảm nhận của dạ em là không? Em trước tiên cảm ơn hai anh. Món quà nào thì nó cũng đều đáng quý với tấm lòng hết. Em nghe hai anh kể, hai anh nói về cái những mối tình của mình thì em nghĩ là hai anh cũng hiểu, cũng cảm thông, có thể là hiểu cảm thông cho em. Mong là nếu mình có duyên đến với nhau thì cũng có kết quả. Rồi, tại cảm nhận của hai chàng trai. Khi mở cửa ra gặp hai bạn thì hai bạn rất là dễ thương. Còn cái nghe nữa là cảm nhận là hai bạn nữ đây là cũng có những cái suy nghĩ rất là trưởng thành, chín chắn. Cái điều đó là em cảm thấy rất là thích. Mời em. Anh cơ khí của tôi sao nè? Cảm giác của em thì gặp các bạn nữ thì nói chung là ai cũng đáng yêu. Những cái gì mà cần nói thì bạn ghế đỏ đã nói rồi. Em có một nhận định là khi người phụ nữ thì rất là vất vả, nên là người đàn ông nếu cuộc trong gia đình thì rảnh rỗi nên chia sẻ trong cuộc sống gia đình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giao lưu một chút xíu cho nó vui. Đây nè, hồi nãy cô cái đỏ nói là mình còn rap nữa đúng không? Đúng rồi, em rap cái gì nè? Em xin gửi tặng cho tất cả mọi người ở đây và bên đàn trai một bài rap em tự sáng tác. Nhưng mà nếu mà trong quá trình rap có quên lời thì mình cứ cười em. Đó là bài Phèo ơi. Phèo ơi, vỗ tay nào. Phèo ơi. Ngoại hình xấu xí, ma chê quỷ hờn, bờ môi thì nức nở dù cho cười khe khẽ vẫn ngắm mạnh những chàng trai. Gương mặt của em sự miên man có tạo quá, má xinh em ra tướng bề ngang còn thân bề dài, mũi vừa ngắn vừa nhỏ vừa đỏ vừa săn sùi. Tính thì lại hay ngủ, ba đâu là ngủ đó, đang quét sân cũng có thể lăn ra mà ngủ. Gia cảnh em nghèo dòng dấu thì má hỏi, nghĩ lại cũng tuổi suốt khi chỉ lủi thủi chẳng dám đi thính trai. Cả tóc ở trước gương thấy mình rồi thấy ngại, tự hào mà nói em có 102, em có 102. Quá dễ thương. Quá tao cảm xúc của hai anh như thế nào nè, nghe sao? Hát rất là hay. Có nghe cái lời bài hát không? Có. Trời ơi, Chí Phèo ơi. Rồi muốn làm sao? Chí Phèo mà muốn rụng tim luôn. Chị. Rụng tim luôn hả? Trời ơi, tôi phụ nữ mà tôi còn muốn rụng nữa đây, huống chi là nam giới. Bây giờ hai bạn có gì là tặng lại anh ta không? Em nè, giờ ta ngồi cái đỏ rồi đó, giờ em cũng cái đỏ nè, em làm gì hay con anh à? Dạ thì hôm nay đến chương trình em cũng có chuẩn bị một đoạn ca hát. Rồi. Nhận ra mình đã không yêu thương ai trong tim từ lâu, rất lâu từ khi chỉ một người con gái anh yêu thương. Ngày lần lần tan nát con tim anh khiến giờ đây tình yêu là những đêm mù đông hiu quạnh làm lệ rơi, chào mi ngàn nỗi cô đơn dẫn kỷ niệm người yêu ơi. Sao em đành. Wow. Bây giờ mình bàn một cái chủ đề chút xíu là các bạn đều là những bạn trẻ đang khẳng định cái vị trí của mình, khẳng định cái công việc bản thân. Các bạn sẽ sắp xếp như thế nào để cân bằng được cái tình yêu, để lo cho cái người mình yêu và hoặc là cái công việc của gia đình? Thật ra thì bây giờ sáng thì em cũng đi làm hơi xa, chiều thừa về thì cũng muộn rồi. Em chỉ có rảnh tối 24/6. Tại vì 3 năm 7 em còn phải đi học thêm. Học gì vậy em? Học thêm. Dạ em học về thiết kế đồ họa. Có yêu nhau thì em cũng tranh thủ dành thời gian cho những ngày 24/6 hoặc là với chủ ở Nhật. Rồi con cái thì hiện tại ai coi? Dạ ở với ở nhà, đang ở Long An với mẹ cha em. Thấy em được chưa? Dạ. Hồi lúc nãy em nghe anh ghế đỏ nói là mẫu bạn gái lý tưởng của anh là cao 1m55 trở lên. Em cao có 1m54 à? Em cao có 1m54 à? Trời. Anh thích phụ nữ da trắng. Da sáng. Da sáng nhưng mà em thì lại da ngâm. Em có muốn sáp lại anh thì nó cũng ngại, nó hơi tự ti á. Tại vì da ngâm là em đã tự ti từ nhỏ tới lớn rồi. Nếu mà hẹn hò thì em muốn hỏi hai anh là anh sẽ sắp xếp được một tuần như vậy là khoảng mấy ngày để gặp em? Gặp nhau hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được một tuần là 2 ngày. Dạ. Nếu mà rảnh thì có thể nhiều hơn. Nhưng mà công việc của anh có
kiểu là có thoải mái giờ giấc không á? Kiểu công việc anh thì cũng tương đối thoải mái. Dạ. Thì cũng đôi khi cũng sẽ bận rất nhiều nhưng mà đa số là thoải mái, cũng sẽ có nhiều thời gian để mình quan tâm nhau hơn. Dạ, hiện tại anh đang sống với ai? Sống với mẹ. Là hai mẹ con. Dạ. Nói về mẫu người thì cái đó là gì? Vậy ai cũng hỏi, đặt câu hỏi ra thì mình sẽ có những cái mẫu người đó mình cảm thấy thích vậy thôi. Gặp nhau mà cảm thấy thích là thích rồi. Nó đơn, chỉ đơn giản vậy thôi. Thật ra cái mẫu người là hỏi cho vui, mẫu người lý tưởng là hỏi cho vui. Nhưng đôi lúc mình sẽ yêu một người chả giống một cái mẫu người nào mà mình đặt ra cả. Yeah. Đó là trên thực tế là vậy luôn. Nói lại cho người ta cho chắc chắn, cho người ta yên tâm coi chứ để thôi rớt à. Rớt à. Đó, đặt một lại cái vấn đề mà em nói cái giờ da hay cái ngày kia mà kiểu em không thấy tự ti cái đó thì đó anh thấy không quan trọng đâu. Quan trọng là ví dụ mình gặp gỡ nhau, mình cảm thấy tính tình phù hợp, mình cảm thấy vui vẻ đối với nhau. Đó là cái điều quan trọng nhất. Tới em là đó. Thì em chỉ làm vào ban ngày thôi. Còn buổi tối thì thường thường là em thấy cũng như mà khách người ta không dồn ép mà dục đặt hàng nhiều thì em cũng nghỉ. Chỉ có đạp xe đạp. Em là có một cái sở thích là đạp xe đạp buổi tối. Đạp xong về em tắm rồi em đi nghỉ. Hẹn hò thì em là ngày chủ nhật là nguyên ngày là em không làm gì cả. Thế còn buổi tối thì buổi tối nào cũng trong tuần cũng được, từ khoảng 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Thế bây giờ các bạn cũng nghe nhau hết trơn rồi. Đây là giây phút các bạn quyết định. Tường sẽ cho các bạn thử cảm xúc với nhau. Tường mời từng bạn trai một sẽ lần lượt qua xin phép nắm tay từng bạn gái. Chị muốn là em nhận... Nắm tay mới nói. Xin phép nắm tay đàng hoàng lịch sự. Cảm nhận gì? Em cảm nhận được là anh đã bắt đầu thay đổi về quan điểm lúc nãy anh đưa ra rồi đó. Đúng không? Đúng không? Chính xác. Ủa sao kệ đi, muốn làm thì làm rồi. Đôi mà thôi. Lớn hết rồi. Thôi kệ. Đôi khi người ta bắt được nhịp. Thì xin phép không nắm tay em. Nhưng mà em muốn em nhìn anh. Rồi em cảm nhận gì trong con người của anh? Cái lỗi bình yên. Chắc bình yên đó thì phải tìm hiểu. Tại bình yên thì mỗi người có mức độ là cái giới hạn. Rồi, mời. Xin xem đây. Cô tan lặng chưa? Run nữa ạ. Thì run hả? Hôm nay đứng trước hai người phụ nữ xinh đẹp và run. Anh có thích làm rễ miền Tây không? Anh không có khái niệm là ở đâu cũng được, ở đâu cũng được, ở nhà. Dạ. Nắm tay em anh thấy gì? Mát. Mát rượi luôn, từ giờ nãy trong ghế quay là nóng nhưng mà cầm tay em nó mát. Dạ. Anh cảm ơn. Dạ. Thì qua cái chương trình anh có một lời nhắn với em như này. Không phải là anh sống ra trường, nhưng mà cái món mà ở trong Nam miền Bắc anh nấu giỏi chứ trong này dở, nên là hy vọng là em lúc nào sẽ cho anh thưởng thức món ăn ở trong đây. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã chia sẻ, giao lưu văn nghệ, tìm hiểu. Và mặc dù 30 phút trên chương trình này ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho các bạn cảm nhận được và cũng như có thể dùng cái lý trí để phán đoán xem ai sẽ là người phù hợp với mình. Cơ hội ngang nhau, mỗi người đến đây đều có hai cơ hội như nhau cả. Hãy làm theo đúng trái tim mình mách bảo. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Em nói cái giờ da hay cái này kia mà kiểu em không thấy hơi tự ti cái đó thì đó anh thấy không quan trọng đâu. Quan trọng là ví dụ mình gặp gỡ nhau, mình cảm thấy tính tình phù hợp, mình cảm thấy vui vẻ đối với nhau. Đó là cái điều quan trọng nhất. 4 Dạ, em là mẹ đơn thân. Ước mơ của nó là có được 3. Đó là động lực để mà em tới chương trình. Dạ, em cũng muốn thương một người thật lòng thương em. Nhưng là em cũng không chọn, có nghĩa là bạn nào còn người mẹ. Có nghĩa là mẹ em có nói với em là có qua một đời chồng cũng được.
con lấy để báo hiếu với gia đình. Ba. Hai. Về cảm xúc thì em cảm xúc về anh bé xanh nhiều hơn. Tại vì em thấy anh chân thành quá. Một. Và bấm ạ. Bấm. Bấm chưa ạ? Và hết thời gian ạ. Cùng thì chúng ta thấy là có một cặp đôi đã được kết nối tại chương trình ngày hôm nay. Đó là hai bạn cùng ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Bây giờ thì trước tiên Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi gửi tặng cho em nha. Để tặng cho em nè, một tay cầm quà thôi, cái này nó nhẹ hiều à, tay kia vẫn phải nắm tay nhau. Và bây giờ thì một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ của hai bạn trên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin mời hai bạn. Wow. Cố gắng sắp xếp thời gian, chúc cả hai bạn sẽ có những cái thời gian tìm hiểu, hẹn hò với nhau thật là thú vị. Giờ đối cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà. Đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đối với cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn sản phẩm, đó là gói Ruby của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với một môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm được một nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng chương trình. Ứng dụng Speakable sẽ chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.